Gia đình hạnh phúc. Hôm nay nắng lên, nhìn dàn hồng leo nhà mình càng thêm rực rỡ em nhỉ? Đúng là vợ mình đảm đang quá. Vâng, ai đi qua cũng thích. Nay anh về sớm vậy, anh vào tắm rửa đi, em nấu cơm xong rồi đó. Ôi chao, thơm quá. Mẹ nói hôm nay cho bố con anh ăn gì đây? Có gì đâu, chỉ là sườn sốt chua ngọt, rau bí xào tỏi và canh nghêu thôi à. À, đến giờ ăn rồi, đói quá, đói quá. Mẹ đúng là nhất, món gì mẹ cũng biết. Nước ở đâu ra thế này? Đây rồi, hóa ra là nó bị rò cái dây thoát nước, phải thay mới được. À, anh ơi, giúp em với, em không biết lắp cái đường ống nước thế nào, nước nó rò nhiều quá. Ừ. Em đảm đang lắm mà, sao đến cái việc nhỏ như thế mà em lại không biết làm nhỉ? Xong rồi nhé, giờ thì hết rò rồi. May quá có anh, không thì em chẳng biết phải làm sao nữa. Đương nhiên, anh là người đàn ông hoàn hảo mà, việc gì anh làm cũng được, phải không? Tuấn ơi, bật hộ mẹ cái máy tính, mẹ không biết bật thế nào. Thì mẹ ấn vào cái nốt nguồn ý, cái nốt màu đỏ to nhất đó ạ. Ừ, nhưng nó yêu cầu nhập mật khẩu. Mật khẩu là gia đình mình. Ờ, Tuấn ơi, mẹ không biết gõ thế nào, nó không được nè. Trời, sao cái gì mẹ cũng không biết vậy? Mẹ phải bấm cả enter nữa mới được. Ừ. Mẹ muốn vào tìm thông tin gì? Làm bánh hả? Đây, các loại công thức đây. Ừ, từ từ, để mẹ ghi lại đã nào. Thế để con đọc cho mẹ ghi. Anh ơi, thay cho em cái bóng đèn, em không biết thay. Ừ ừ, em xuống đi, để anh thay cho. Tuấn ơi, ra đây mẹ nhờ tí. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ rút hết dây giày ra để đánh giày, nhưng giờ mẹ lại không biết làm sao để buộc lại chúng. Con giúp mẹ được không? Mẹ lại không biết. Sao mẹ không biết nhiều thứ thế? Chuyện gì thế? Mẹ không biết buộc dây giày ba ơi. Ừ, mẹ con biết đánh giày mà không biết buộc dây giày. Mẹ trồng hoa đẹp mà lại không có năng khiếu thẩm mỹ. Đấy, xem này, lại phải đến tay ba cắm lọ hoa. Hai mẹ con xem, ba cắm có đẹp không? Quá đẹp ấy chứ, ba đúng là khéo tay nhé. Ba, con chỉ biết xỏ dây giày của con thôi, ba xử lý dây giày của ba đi. Ừ, để đó, ba mới học được một kiểu xỏ dây giày trên mạng, đẹp lắm, để ba làm cho. Em ơi, 7 giờ rồi đó, bữa nay em không dậy chuẩn bị cho cô Tuấn đi học hả? Em mệt quá, anh giúp em với. Chết rồi, em ốm rồi đó, lại sốt cao quá này, em cứ nằm nghỉ đi, để anh lo liệu. Vợ ơi, vợ biết bộ đồng phục của con ở đâu không? Trên ngăn tủ thứ ba, cánh bên phải anh nhé. Mẹ ơi, mũ bảo hiểm của con treo ở đâu? Em ơi, em có biết chìa khóa xe anh để đâu không? Mẹ ơi, mẹ có biết vợt cầu lông ở đâu không? Hôm nay con có tiết thể dục. Em ơi. Ôi trời, hai người có biết là mẹ đang ốm không vậy? Em ơi, cho thịt bò vào xào, rồi tiếp theo làm sao? Anh trút thịt bò ra, xào qua rau, rồi mới trút chỗ thịt bò đó vào đảo cùng nhé. Chứ thịt bò mà đảo lâu là hay dai lắm. Ừ ừ, anh biết rồi. Mẹ ơi, con không biết đánh giày như thế nào, mẹ dạy con với. Mai con phải đi đôi này để đi dã ngoại đó. Con mang lại đây mẹ chỉ cho. Ba chỉ biết nấu có vài món đơn giản vậy. Hai mẹ con ăn tạm nha. Ba ơi, mặn quá, không giống mẹ nấu gì cả. Mẹ biết nấu nhiều món ngon hơn cơ. Ừ, rõ ràng là cái gì mẹ cũng biết. Thế mà ba con mình toàn bảo là mẹ không biết gì. Thật là. Thật ra thì ở ngoài xã hội kia có những điều em cũng không biết được. Nhưng mà ở trong nhà này,
em có thể làm được hết mọi chuyện đấy. Em nói em không biết. Thực ra là em muốn anh và con có cơ hội để thể hiện mình, để chia sẻ cảm xúc với nhau, để chúng ta không bị cô lập trong nhà. Anh hiểu rồi, anh hứa từ nay sẽ quan tâm hơn đến gia đình, đến em và chia sẻ, giúp đỡ em mọi việc. Gia đình mình sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, em nhé. Con cũng hứa với mẹ như vậy ạ. Ha 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 ha